thể vẽ bằng cách gỡ ước lượng giống như thế này. Rồi tiếp theo về cái phần gọi là performance thì như mọi người thấy đây em làm ba cái tệp thôi. Tệp test là giờ dễ hiểu rồi đúng không? Tệp trend là cái tệp mà nãy mình đã dạy nó, mình coi lại coi. Và cái tệp thứ ba là tổng hết của hai cái là cho toàn bộ data mình coi như thế nào. Thì nhìn thấy đây ạ, cũng 0.9 mấy, và cái trend cũng vậy, 0.9 mấy. Thì có thể nhận xét gì? Tức là của mình nó không bị overfitting hoặc là underfitting, tức là học giỏi nhưng mà thi tệ, hoặc là học học dở nhưng mà thi giỏi. Nói vậy thôi chứ thật ra ví dụ như cái này thì, nếu mà nhìn kỹ thì ví dụ chỉ số nó cũng ví dụ có cái 0.97, 0.98 mà. Ví dụ cũng tùy người, ví dụ có người nó lấy cũng phải bằng nhau, nhưng mà đối với em cả 1-2% là được rồi, đừng làm quá. Nói chung kết quả bài này ra vậy là tuyệt vời rồi. Chỉ có một cái nữa là cái toàn bộ data thì xét tổng quan cũng tốt, nhưng mà so với cái bài của người ta thì cái này nó cũng ngang thôi, nó chỉ ngang thôi chứ nó không có hơn. Và có một cái nữa là do người ta không có đưa cái code đó, cho nên là mình sẽ không biết được là cái random thường nó là ngay chỗ cái chỗ này nè, cái random state đâu người ta. Ví dụ em đặt ở đây đúng không, thì thường đó người ta sẽ làm một cái nữa là người ta làm cái shuffle, tức là cho nó tự động nó trộn, và sau đó người ta sẽ tính cái gọi là cái standard error, cái sai số của cái từng cái chỉ số ở dưới của mình để mình biết. Còn ví dụ như cái này của người ta thì em nghĩ chắc người ta cũng thực hiện một vài lần thôi, cho nên ra kết quả tốt thì người ta để như vậy. Mình cũng không biết là phân chia bệnh nhân trend với test như nào cho đúng, nhưng mà cơ bản thì để mà reduce lại thì em nghĩ là cái bài của em cũng ra kết quả ngang với người ta. Chỉ có một cái gọi là cái bài này không thể làm gì khác được để mà gọi là tăng cái kết quả là sao ta, để mà làm cái để public một cái bài khác được, tại vì cơ bản này nó đã làm tốt rồi. Còn nếu mà làm vừa vừa thì em có thể làm tốt hơn. Còn ví dụ như này nó đã 0.9 mấy rồi, và nó sử dụng cái mô hình gọi là tương đối cổ điển nữa, mà những mô hình cổ điển mà nó rơi vào cái phân bố xác suất đẹp giống như này nó ra kết quả tốt là chuyện bình thường. Nếu mà bài này nếu mà có cách làm khác thì chỉ có nước gọi là giảm cái số lượng lượng microRNA, nhưng mà cái kết quả của mô hình vẫn giữ tương đương, thì có thể là maybe là châm trước là để đăng được. Dạ. Rồi mọi người có câu hỏi gì không ạ? Cái bài bữa nay Phú nó không vào ha, nó cũng định làm micro RNA luôn đó mà nó không vào. Cái phần micro này thì em thấy họ làm cũng tương đối là dễ, tức là họ làm cỡ 2.500 mấy. Cái output xuất ra thì em có coi rồi, cái output xuất ra nó chỉ có hai cái cột quan tâm thôi, là cái cột cái này nó cũng là dạng như là one color này, single color chứ, Ủa? Cái này là array luôn hả? Micro array, tức là micro array mà array luôn hả? Chứ không phải sử dụng sequencing thôi. dạ không này. Cho nên mới nói là nó vừa rẻ mà nó thu mẫu máu nữa, nó mới được cái mẫu gần vậy. Mà chỉ có một cái Cái này làm serum á, cái này làm serum thì liquid biopsy giống như vậy đó thì nó cũng tốt lắm mọi người. Nếu mà đã ra được cái AUC nhưng mà chỉ sử dụng có 4 cái là tốt lắm luôn á. nói chung cũng tùy bệnh, tại vì cái nhóm này là theo em biết là một trong những cái nhóm hiếm mà họ làm về cái microRNA mà array mà kiểu serum nữa. Nhưng mà cũng có những cái ung thư, ví dụ hôm trước em làm với data cũng là ung thư trên prostate cancer á, không ra kết quả cũng không được như vậy đâu. Cũng cũng là micro serum của micro này đúng hay. Trời, ông làm 5-6 cái data thì ơi, mà ví dụ như ông làm nhiều cái bệnh, nhưng mà ví dụ những cái data mà bệnh ung thư mà nhiều nhiều giống vậy á là ông làm cỡ 5-6 cái. Cái ông Taka Hero này hả? Đúng rồi, ông Ochiya này, Takahiro Uchiha. Nhưng mà đều cái cách em, nếu mà gọi là em thấy thì ông xử lý phần thuật toán còn hơi đơn giản. Em cũng thấy có một số ông làm cái thuật toán, tức là ông lấy cái data của ông này, sau đó rồi ông chỉnh lại cái thuật toán ra tốt hơn, đăng cái bài cũng được. Cái là cái em thấy. Tại vì ví dụ như mọi người nhìn thấy đây là thứ nhất là ông sử dụng cái LDA là cái thứ nhất, mà cái do cái này là cái feature selection này nó tương ứng với cái LDA nè, cho nên thành ra là mới
với lại ông làm một cái thuật toán nó cũng tự nhiên tỷ lệ test sai 0.5 0.5 do là cái bài gốc này là 0.5 0.5 rồi, cho nên mình không thể gọi là làm chỉnh lại 0.8, ví dụ như ấy là 0.8 trend 0.2 test thì em nghĩ là nó còn lên cao nữa. Nhưng mà may mắn cho ông nữa là cái bài này data đẹp quá. Bài này nếu mà data cỡ 0.85 0.86 là lúc đó là mình sẽ có cơ hội. Còn ví dụ như vậy là bài này coi như là xong rồi đó. Chỉ khai thác về cái cạnh Được, máy nhưng mà lên cái thôi. chuyện mà người ta đã làm rồi mà mình làm lại để improve lên, cái thấy cái đó nó không không thiết thực đâu em. Bây giờ á, cái mình có thể làm một cái project khác là mình thu thập tất cả những cái microarray của những cái cancer khác nhau để mình coi thử coi là những cái microarray này nè nó có, tại vì tất tần tật người ta đều muốn sử dụng máu hết đúng không? Mình thử coi coi, với lại mình lấy cái control ra đó, mình thử coi cái timeline của cái half-life của mấy cái mRNA này á, nó như thế nào đó. Thí dụ như giờ người ta làm control mà mấy cái microRNA này có những cái microRNA này nó không có tồn tại lâu được á, cái half-life của nó ngắn ít hơn đó. Bây giờ mình thử coi coi là những cái cancer khác nhau thì nó như thế nào đúng không, có nhiều cái để mình làm hơn chứ làm lại người ta làm chi. Mình có bao nhiêu ID ở đây mà không làm, đi làm Dạ, mấy cái ý là nói về cái trong cái môn này thôi, còn nếu mà gọi là về bên khoa học dữ liệu thì mình có thể làm nhiều hơn. Ví dụ như cái microRNA này nó có khả năng là nó regulate cái gene, thì nó sẽ có những cái packet để có những cái thư viện để mình dùng để read xem mà cái microRNA này nó có motif, nó binding, nó có thể target vào cái gene nào, rồi methylation có thể tương tác giữa microRNA này với lại cái gene như thế nào. Nói chung là cũng nhiều cái lắm, mà do là cái này thì em nghĩ là chắc cũng có thời gian thì mới làm, còn trong môn này thì em chỉ làm được vậy thôi à. rồi. Cảm ơn Giang rất là nhiều, đưa cái bài ví dụ này rất là hay để cho mình Dạ, còn ví có dụ mai mốt, cái data làm ví dụ. dạ mai mốt mọi người có thêm thì mọi người chỉ cần sạch thôi, tức là cái packet mà để cột vào này ha, thường nằm trong sqlite thì em thấy là có đủ hết mấy cái mà mình học á. Xong rồi hay là thêm cái phương pháp nè, ví dụ đây có neural network em có để vô thêm nữa nè, nhưng mà do là nó chạy hơi lâu á thì mọi người cần thêm giống vào cũng vậy. Xong rồi điều chỉnh cái chỗ gọi là cái parameter nè, đặt tên là cái gì ở trên kia, cái biến từ ghi xuống lại. Giang, bây giờ em export cái file này ra, cái file mà chỉ chứa bốn cái microarray mà của 1.000 mấy sample đó, em export nó ra em gửi cho Kim Cương đi, chứ Kim Cương nó không biết chạy Python đâu em đó. Ủa bây giờ export nó ra vậy thì nó nằm ở trong cái Google Driver của em đúng không? Không thầy, nó nằm bên đây nè, tại vì cái này nó sẽ cho mình 60 GB. Chứ nó cũng không có, mình cũng đâu có export trên máy mà đường dẫn. Đó, đây đều được nè thầy, kết nối cái Google Drive là được. Nhưng mà điều em cũng thường này, nếu mà dạy học không thì không có làm cái này. Còn nếu mà gọi là làm data riêng thì thường em sẽ có thể kết nối với Google Drive để lưu cho nó. Vậy em muốn download về làm sao? Lót này bấm đây nè, tải xuống final.txt, tải Vậy nó separate. cũng overlap data mình cũng nhiều quá Nào, rồi đây. em, gửi cái link được không, Cái link nào này? cái link đến cái file đó đó. Ý là em gửi qua đây cũng được. Còn ví dụ mọi người muốn lấy cái Không, link. tôi hỏi gì thôi, tôi hỏi gì có nghĩa là bây giờ em có thể gửi cái link để cho thí dụ như mà một cái URL qua link đó đó, để cho mình click vào mình có thể download mình về máy, thì cái đó có được không hay là không không được? Ý là thầy muốn download cái script hay là download cái nào thầy? Không, download cái file á, thí dụ như em tạo ra cái file đó, cái file đó nằm ở trong cái Google Colab, người ta cho em free thí dụ như 1 GB 2 GB gì đó, thì ở trong đó em có thể tạo ra một cái link, em share cái đường link đó cho mọi người có thể download về được không? Cái đó thì mình sẽ làm chuyển nó qua Google Drive. Ví dụ thầy thấy đây có chữ Drive nè, để em coi cái ổ Drive dành vào lưu vào cái document này chẳng hạn.
Ừ, không, tôi hiểu rồi, như vậy là nó cũng không trực tiếp, người ta không có trực tiếp access vô được đúng không? Dạ, thí dụ như lưu vào này thì em sẽ quanh kia cái drive em share với mọi người. Hay sinh viên làm thì ở trường em dạy dùng cái này nhiều. Thì tôi biết được cái này Python mọi người không có hứng thú lắm đúng không? Nhưng mà mọi người nên từ từ học đi là vừa ha. Mình học R đã nhiều rồi đúng không? Đó, mình đã thuần thục về R rồi thì mình chuyển sang học thêm một cái ngôn ngữ Python nữa, thì học càng nhiều thì mốt mình làm nó dễ cho mình thôi đúng không? Tôi biết được, thí dụ như giờ y như ngôn ngữ gì đúng không, mình nói tiếng Việt rồi xong xưa mình chuyển qua nói tiếng Anh, rồi mình chuyển qua nói tiếng Hoa, rồi mình chuyển qua nói tiếng Đức, rồi nó cũng hơi khó khăn nhưng mà từ từ riết cũng quen. Dạ, nhưng mà em có lời khuyên thật luôn á, là ví dụ mọi người á, mà thay vì search cái R để mà cố làm một cái gì đó bên machine learning, so với việc học Python sau đó search nó bên Python, là cái cách thứ hai là nó tốt hơn nhiều. Tại vì nó bây giờ thường là kiếm mình Python nó ra nhiều lắm, còn kiếm R kiểu ví dụ mình có sai thư viện hay là mình không biết là cần làm cái đó đó nhưng mình search nó không có, kiểu như vậy. Python thì nhiều hơn, nhưng mà tại vì R lúc ban đầu của mình học nó dễ hơn đó mọi người. Đó, nó suy nghĩ theo cái hướng vector đồ á thì nó sẽ dễ hơn cho mình tập cái suy nghĩ theo dạng bảng đồ này kia đó. Nhưng mà Python thì nó tiện lợi hơn. Đó. Rồi vậy thì em tắt xe này. Em gửi cái data đó thì mọi người có thể thử những cái phương pháp phía sau, nếu mà ai làm cách làm sao À, ừ, á. em mốt mình làm so sánh đó, làm bài tập về nhà đó ha, Kim Cương ha. Rồi thì mọi người để ý là nếu mà bây giờ mọi người sử dụng random forest đồ này kia đồ á, hay là boosting đồ á, những cái phương pháp ensemble á, đối với cái data này nó không có tốt đâu. Tại vì sao? Tại vì mình chỉ có bốn biến thôi à. Bởi vậy là bây giờ em làm bốn biến á, thì nó không có random forest, nó lấy hai biến mỗi lần nó xây á, xây dựng cái cây, ví dụ mình lấy căn á, căn của n đúng không, hoặc là n chia 2 thì đều là 4 chia 2 là bằng 2 hết, bởi ra cái cây nó cũng không có đẹp ha. Tôi bảo đảm với mọi người luôn, nó sẽ có không có ngon lành bằng cái SVM này đâu. Nhiều biến đó, thí dụ như từ khoảng chừng 6 biến trở lên, thí dụ vậy đó, thì cái khả năng của cái mấy cái ensemble methods á, như decision tree, ở như là random forest với lại boosting nữa, nó sẽ mạnh đó. Mình có nhiều biến thì nó sẽ mạnh, còn mình ít biến đó thì Đúng nó rồi. Cái phần feature selection đó thì cũng có hai cái quan trọng, là chọn nhiều với là chọn ít. Chọn ít thì đỡ tiền, đỡ bị mô hình phức tạp thì nó ít bị over hay under fitting. Còn nếu mà chọn nhiều thì thường nó sẽ ra kết quả tốt, nhưng mà đôi khi nó bị học học nhiều quá nhưng mà trật tủ là nó đi. rồi vậy ha. Cái bài bữa nay khá là mệt mỏi ha, mọi người cũng thấy là có nhiều cái toán học, nhưng mà mình chỉ quan trọng những cái điểm để cho mình hiểu cái vấn đề thôi đúng không, chứ còn mà mấy cái biến đổi công thức đồ này kia đồ á thì tôi thi tôi cũng không cho sinh viên của tôi làm biến đổi cái đó để làm gì đúng không, mình biết nguyên tắc là được đó, chủ yếu là mình phải hiểu được là cái ý nghĩa của nó đúng không, đó cái quá trình đó mà một cái thuật toán nó tiến hóa như thế nào đúng không, từ cái việc là phân biệt một cách dễ dàng giữa hai lớp tách biệt ra đúng không, rồi xong xuôi bắt đầu là nó có những cái mà nó không có tách biệt ra đúng không, đó nó có mấy cái điểm đồ á đó. Đó mình phải sử dụng cái slug variable vào nó gì đó, hay là cái hint slot đó mình bỏ nó vào đó, thì xong xuôi rồi khi mà mình tiến hóa hơn nữa là nó không phải là một đường thẳng mà nó phân biệt được đúng không, hoặc là một mặt phẳng đó, một cái mặt siêu phẳng á, phân biệt được, mà lúc đó nó cần một cái vòng tròn hay là gì đó đúng không, đúng không, đó thì lúc đó mình lại sử dụng cái kernel à, đó rồi có ai hỏi gì nữa không mọi người, có ai có thắc mắc hay là có cái gì mà
Rồi, không có gì hết nữa thì cảm ơn Giang, cảm ơn bác rất là nhiều ha. Dạ, vâng, cảm ơn thầy, cảm ơn Giang ạ. Dạ. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Chào mọi người. Chào thầy, em chào mọi người. Em chào Chào, thầy, cảm chào ơn thầy. thầy, chào các bạn.